Lại chào, xin chào tất cả các bác và anh em. Hôm nay em lên sóng với các bác hai cặp loa của hãng Đờ Nông. Cặp bên phải thì em đem chỉ tay đây là cặp MS3, còn cặp bên trái này là MA5. Về cấu hình, về chất âm thì hoàn toàn giống nhau với hai cặp loa này. Nó chỉ khác nhau về cái thiết kế đề can này. Đấy, thiết kế đề can và khác nhau ở cái model thôi. Đấy, còn tất cả mọi thứ đều giống nhau hết các bác nhá. Về chất âm giống hệt nhau luôn. Các bác nhìn thấy đúng hệt nhau. Công suất đều là 100W hai loa và trở kháng đều là 6 ohm hết. Hai cặp loa này thì ngày hôm nay em bán với các bác với hai mức giá khác nhau, bởi vì là về cái hình thức của nó thì nó có sự chênh lệch nhẹ. Cái cặp MS3 này thì nhìn nó không được đẹp lắm. Nó có một số các vị trí nó gọi là xước sát nhẹ nhẹ, và cái loa check của nó thì nó do là vận chuyển thì nó bị tụt vào, nó nhăn. Đấy, thì đã lôi ra rồi, tuy nhiên thì nó không được như mới nữa. Còn cặp bên trái em đây thì tất nhiên hàng bãi cũng không hoàn hảo, tuy nhiên thì con bên trái này thì đẹp hơn con bên phải nhá. Đề can các thứ nhìn cũng chất hơn. Đấy. Và loa ấy các thứ là ngon lành luôn, đẹp luôn, các tuyến loa đẹp. Đấy. Thùng vách cũng ok. Và sẽ có hai mức giá khác nhau ở hai cặp loa này để cho các bác và anh em mình cùng lựa chọn nhá. Đấy. Cũng nói luôn giá để các anh em mình lựa chọn cho nhanh. Đấy, cái cặp MS3 này thì em bán giá xả thanh lý một là 1.150.000. Còn cặp này là 1.300.000. Đấy, trên nhau 150.000, anh em lấy cặp nào cũng được. Và tất cả giá em báo thì đều miễn phí ship cho tất cả các bác và anh em mua hàng theo hình thức chuyển khoản đủ một lần cho Trung Kiện Audio. Còn các bác chưa tin tưởng Trung Kiện Audio hoặc mới đến với Trung Kiện Audio, mình có thể mua theo hình thức chuyển khoản cọc cũng được. Tất nhiên, nếu anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì anh em chuyển cọc trước cho em là 200.000 thôi. Tuy nhiên thì các đơn hàng chuyển cọc thì các bác vui lòng là trả phí ship giúp em. Còn các đơn hàng anh em chuyển đủ em đều bao ship hết. Rồi, bây giờ thì trước khi quay hình thức thì bây giờ em mời các bác và anh em mình cùng trải nghiệm chất âm. Em sẽ mở lớn âm thanh để anh em cảm nhận cái chất âm của nó nhé. Cũng mô tả qua cho anh em và các bác mới chơi nhé. Thì tất cả các loa của Đờ Nông nói chung và các cái dòng loa này thì cái giải âm của nó sẽ thiên nhiều về trung âm và đặc biệt là giải chát rất là cao, cực kỳ cao luôn. Nó này cực kỳ thích hợp với các bác, và đặc biệt là các bác và anh em thích cái dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng mà cái tiếng nó len keng, nó chi tiết thì anh em có thể tham khảo nhá. Đấy. Thế còn các cái anh em nào yêu thích cái giải âm bass mạnh mà trong cùng phân khúc thì anh em có thể tham khảo các cái mẫu loa của Onkyo thì nó sẽ tiếng bass sẽ sâu hơn. Đó. Còn cặp này thì tiếng bass ở mức độ vừa chắc vừa phải. Đấy. Bây giờ thì mời các bác anh chỉnh chất âm nhé. Sẽ mở lớn âm thanh một chút xíu. Rạch miếu hoa léo đéo theo sao, đôi bóng trắng trên đầu hương như áo khô dầu, áo bầu đỏ cánh kiến da bố vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lòng sang pha rạch miếu ngoe ngoại xuống bên tre về cái mương lương hoa, hay là về sơn đông ba tri uống bầu rung tiếng lá thoang thoảng mùi làm duyên thoáng mùi thương quá đỗi mùi tình lúc nhân trong mong nhớ dịch mắt ghé tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi.
rạch miếu vô chờ giữa nhân nhớ về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trong mưa tức bàn chân cao lên em nhé. Anh sẽ đo qua kích thước của cái thùng loa. Kích thước của thùng loa con này chiều cao của nó là 27. Chiều rộng giống nhau hết anh em nhé. Chiều rộng thì của nó đều là 15,5. À con bên này thì có rộng hơn một chút xíu anh em nhé. Con này là 15,5. Còn con này là rộng là 16. Đấy. Còn chiều sâu sẽ đo cả hai loa luôn. Chiều sâu con này là 24. Đấy, tính cả lắp với căng em nhé. Cái sâu thì giống nhau, 24. Đấy, chỉ rộng rộng của con này nó rộng hơn tí xíu thôi. Cái chất âm thì đều giống nhau cả. Loa cấu hình nội thất đều như nhau cả. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết hình thức cho các bác luôn nhé. Đây, em sẽ quay mặt trước này. Em sẽ quay cái cặp loa này. Rồi quay mặt trên. Đấy, căng của con này nhé, căng này có hơi rách nhẹ tí xíu. Rồi quay đến con này. Cái căng này cũng có rách nhẹ không đáng kể em nhé. Rồi tiếp theo quay đến các cái cạnh của nó nhé. Em sẽ quay từng chiếc loa một cho các bác luôn. Chúng em quay là quay cái tổng thể thôi. Còn nếu như mà nó có hơi xước sát một tí thì anh em thông cảm. Tuy nhiên thì nó cũng không có xước sát nhiều đâu. Hàng bãi thì cũng không tránh được, nhưng nó không có quá nhiều với xước sát đâu. Về tổng thể là tương đối là đẹp. Đấy. Rồi, sau nó đây. Rồi nhá, em chuyển sang quay cái chiếc loa kia. Anh em chờ chút xíu. Em tắt cái nhạc đi đã và tháo cái dây ra để mình xoay cho nó dễ. Hai cặp loa này thì đều là cùng series, cùng cặp hết các bác nhé. Cả con bên trái này cũng thế. Cả cùng series, cùng cặp hết. Anh em chú ý là bên em bán và quay loa nào là em sẽ test và bán cái loa đấy anh em nhé. Chứ bọn em không quay một mẫu và bán một mẫu cho anh em hoàn toàn yên tâm. Rồi. Test cặp nào thì sẽ bán đúng cặp đấy. Hình thức đúng cặp đấy luôn. Chuẩn cặp luôn. Đấy. Rồi. Như vậy anh em nhé. Tổng thể là như vậy. Chất âm thì rất là hay, rất là sáng. Anh nào lấy được cặp nào liên hệ với Trung Kiên Audio qua số điện thoại Zalo là 0975 575 262. Xin nhắc lại thêm lần nữa, cặp bên này em bán với giá là 1.300.000 đồng, còn cặp bên này là 1.150.000 đồng, chênh nhau 150.000 nhé. Đấy. Và tất cả giá báo thì đã miễn phí ship cho các bác mua hàng chuyển đủ. Còn cơ với các chuyển cọc, mua đồng cọc trước cho em là 200.000. Các bác nhận hàng và theo đơn lúc xuống thì còn lại cộng phí ship. Cái đấy các bác giả như giao hàng. Mọi chi tiết hệ ngoài, anh em liên hệ số Zalo là 0975 575 262. Rồi cảm ơn các bác và anh em theo dõi video test. Xin chào và hẹn gặp lại.